Mở đầu cảnh phim là Thủy Lạc Lam đang bị Thẩm Thẩm bóp cổ bẻ họng, lý do là cô ấy dám phản đối mối hôn sự với Vương gia. Tất nhiên là cô ta không đồng ý rồi, bởi vì bọn họ muốn bắt cô ấy chôn cùng Vương gia. Thẩm Thẩm trong cơn nóng giận mà đã bóp chết cháu gái của mình. Thủy Xuân Hoa kiểm tra thì hoảng hốt run lẩy bẩy vì chết người. Thẩm Thẩm vẫn cố gắng bình tĩnh, dù chết thì cũng phải mang đến Vương phủ cho bằng được. Bởi vì bà ta đã chót nhận 1.000 lượng từ người ta rồi. Thẩm Thẩm cùng con gái vác theo cái xác chết đến trước chiếc hòm trong Vương phủ mà bỏ vào. Nữ chín bỗng tỉnh dậy, cô ấy vừa thất bại một vụ thí nghiệm khoa học. Đang tự hỏi rốt cuộc là làm sao, cô em nhìn thấy một cái xác bên cạnh liền hoảng hốt hét to làm rớt luôn cái nắp dương hòm. Theo như ký ức của nguyên chủ, cô ấy đã bị Thẩm Thẩm của mình bán đi với cái giá 1.000 lượng. Nữ chín giờ mới hiểu là mình đã xuyên không, cô em sau đó mới chú ý tới Vương gia, cũng đẹp trai đấy chứ. Nữ chín kiểm tra mạch đập thì phát hiện đối phương vẫn còn một hơi thở. Cô nàng tự tin sẽ có thể trị sống Vương gia. Lúc này đám hạ nhân tiến vào thì hoảng hốt vì thấy Vương Phi còn sống. Như ý tỏ ra bình tĩnh, Thường Quý Phi đã ra lệnh Vương Phi phải bồi táng cùng Vương gia, cô ta ra lệnh cho gia đình tiến lên bắt lại. Nữ chín xông lên mà bóp cổ bẻ họng con nha hoàng láo lều này, Như ý bị hù cho sợ chết khiếp. Nữ chín tiếp đó hô tay múa chân ra lệnh thuộc hạ mang Vương gia ra ngoài. Cô nàng sau đó tháo mặt nạ Vương gia ra kiểm tra, quả thật là soái ca đây mà. Nữ chín tự làm nhảm một mình như đúng rồi, cô em sau đó chê Vương gia quá bẩn, thế là cô nàng giặt một miếng khăn rồi lau chùi giúp hắn ta. Thủy Lạc Lam đoán rằng Vương gia vẫn còn ý thức, thế nên cô em thì thầm sẽ cởi đồ hắn ra, chuyện này là vì trị bệnh thôi và khuyên hắn đừng hiểu lầm. Cơ mà đến giai đoạn tụt quần, Thủy Lạc Lam chú ý trên chân của Vương gia có khá nhiều vết thương. Lãnh Ngọc lúc này cũng đã tỉnh lại, hắn ta ra lệnh đuổi Thủy Lạc Lam rời đi. Thế nhưng cô nàng rất lì lợm, quyết tâm ở lại lau chùi cho hắn ta. Còn nghiêm trọng hơn là cô em lại dám thọc tay vào trong đũng quần mà quét quét. Vương gia trợn tròn mắt chửi Thủy Lạc Lam là nữ lưu manh. Thấy tên này to mồm quá nên nữ chín nhét cái rẻ mới lau vào miệng hắn luôn. Cô em chê bai tên này ốm yếu ai mà thèm ngắm cơ chứ. Vương gia đành chấp nhận cam chịu, hắn ta tự hỏi người con gái trước mặt này rốt cuộc là ai, phải chăng là do mẫu phi của hắn gửi tới để hành hạ. Thủy Lạc Lam sau đó mang đồ đạc ra ngoài giao cho mấy con em nha hoàn. Mấy cô em này tỏ thái độ ghét bỏ, thế là nữ chín có cớ mà vả mặt hù dọa khiến cho các em nha hoàn của chúng ta lạnh bim bim. Cơ mà vương phi của chúng ta quá kiêu ngạo, mấy con em nha hoàn thầm thì to nhỏ mà chế nhạo, chỉ là một vương phi chôn cùng thôi mà hống hách thế không biết. Nữ chín nhà ta tai thính như cẩu, cô nàng xông tới hỏi mấy bé nha hoàng nhiều chuyện đủ chưa, sau đó thì liên hoàn tát cứ thế mà vả mặt. Mấy hạ nhân còn lại phải thấy quẹo. Nữ chín hỏi quản gia trong phủ đâu. Một tên lanh lợi xông tới báo danh, hắn ta rất khôn khéo than khổ bảo rằng vương phủ bởi vì không có vương gia quản lý nên tiền bạc thiếu hụt trầm trọng. Hắn ta cũng phải vất vả lắm mới lo đủ cơm áo gạo tiền. Nữ chính nào nghe hắn ta sàm tấu mà thẳng tay vung roi ra quất cho như tử. Cô nàng cực kỳ hung dữ mà cảnh cáo tất cả bọn họ, trong vòng 3 ngày cô ấy muốn cả vương phủ này phải quay về đúng quỹ đạo, nếu không thì đừng trách roi cô ấy tại sao lại dài. Thủy Lạc Lam vui vẻ khoe mẻ chiến tích của mình, cô em càng ngắm càng thấy vương gia này quá đẹp trai. Gã vương gia vẫn lầm lầm lì lì đòi chết ngay lập tức. Thế nhưng nữ chính cảnh cáo hắn ta không phép được chết, đồng thời phải sống khỏe mạnh vào, nếu không cô ấy sẽ sờ mó hắn, nhào nặn hắn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên không sót một chỗ. Vương gia trợn tròn mắt mức độ vô sỉ của dâm dâm cô nương này. Thủy Lạc Lam khen hắn ta cơ thể vẫn còn săn chắc, không hổ là người từng được mệnh danh là chiến thần, liệt 3 năm vẫn còn chút bản lĩnh. Vương gia hỏi cô em có phải do quý phi gửi tới hay không, mà thôi, hắn ta cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Tiếp đó hắn ta tặng cho cô em một chiếc hộp kho báu để thử lòng. Quả nhiên nữ chính vui vẻ cầm tiền mà rời đi, gã vương gia hiểu lầm cô em vì tiền mới tới đây. Thủy Lạc Lam tất nhiên xuống phố đổi lấy tiền ngay lập tức, trên đường trở về cô em thấy đám đông vây quanh một cái xác. Nữ chính tuyên bố người này vẫn còn cứu được, cô con gái thể sẽ làm trâu làm ngựa nếu ai cứu được cha cô ấy. Nữ chính vội lấy ra dụng cụ y tế của mình, đám đông bắt đầu trở nên nghi ngờ với thứ kỳ lạ này. Thế nhưng nữ chính tỏ rõ tự tin khiến mọi người tạm thời chờ mong, quả nhiên sau một vài thủ thuật trông có vẻ hơi ghê ghê, người đàn ông bất ngờ mở mắt sống lại. Thải Hồng tự nguyện trở thành thuộc hạ cho Thủy Lạc Lam, ban đầu cô em muốn lịch sự từ chối, nhưng nghĩ lại rồi đồng ý luôn. Thấy Vương Phi trở về khiến cho hạ nhân cảm thấy khó tin. Bọn họ cũng tỏ ra tức giận sau đó, thầm rủa sớm muộn gì nữ ma đầu này cũng sẽ chôn cùng vương gia.
Thủy Lạc Lam về phòng thì thấy Vương Gia ngồi trải bãi dưới đất liền vô cùng lo lắng. Gã Vương Gia nhìn vào cây kiếm mà não lòng, hắn ta cũng ngạc nhiên khi Vương Phi của mình không chạy trốn. Nữ chính líu lo chích chòe cho không khí sôi động, đang làm Vương Phi sướng muốn chết, ai mà thèm trở về cuộc sống với máng lợn cơ chứ. Vương Gia cũng chẳng phấn khởi gì, hắn ta là một kẻ vô dụng thì có gì mà đáng tự hào. Thủy Lạc Lam an ủi tuyên bố hắn ta có thể đứng lại được. Gã Vương Gia quả nhiên bị kích thích, hắn thật sự có thể đứng lên được hay sao? Vương Phi tự tin chắc chắn, bảo rằng hắn ta chẳng qua bị teo cơ mà thôi. Cô nàng khuyến khích Vương Gia hãy giơ tay mà bẹo má mình. Thấy tên này cứ chậm chạp, nữ chính chụp lấy tay hắn ta lên sờ vào mặt mình. Dâm dâm cô nương nhà ta nhân cơ hội mà hun Vương Gia cái chụt, ai bảo hắn ta mặt trông đần thối mà dễ thương quá đi, hi hi, giống mấy bé chó cô ấy từng nuôi. Gã Vương Gia cũng có chút vui, kẻ vô dụng như hắn thật không ngờ cũng có ngày được hun cơ đấy. Ngày hôm sau, nữ chính yêu cầu Thải Hồng bảo vệ cửa chính, cô ấy cần làm một ca đại phẫu thuật. Dụng cụ đã đầy đủ, cô em khuyên Vương Gia hãy cố gắng ngủ ngon, thức dậy mọi chuyện sẽ thay đổi. Để kích thích gã Vương Gia cầu sống, nữ chính nhà ta dụ khị, khi nào Vương Gia khỏe thì cô ấy sẽ có phần thưởng rất mê ly. Vương Gia vội nắm tay cô em hứa hẹn, nếu một ngày hắn ta có thể khôi phục, thề rằng sẽ kiệu tám người khiêng, thập dặm hồng trang để rước cô ấy. Nữ chính nghe xong mà cũng có chút chờ mong thật sự. Cô em lừa cho hắn ta phải nói ra câu tỏ tình xến sẩm, cô nàng cũng không quên hôn hắn ta cái chụt đầy phấn khích. Thủy Lạc Lam thật không ngờ bên trong cơ thể Vương Gia này lại cắm quá nhiều cây đinh đến vậy. Cũng may là cuối cùng cô nàng đã hoàn thành nhiệm vụ. Cũng vừa khéo là Thường Quý Phi từ bên ngoài xông vào một cách bất ngờ. Bà ta chẳng nói chẳng rành mà xông tới vào mặt Thủy Lạc Lam, nữ chính nhà ta bị tát cho choáng váng chẳng hiểu tại sao. Nữ chính vội giải thích cô ấy vừa cứu con trai bà ấy. Thế nhưng thái độ Thường Quý Phi rất khác thường, bà ta chỉ muốn hai bọn họ chôn cùng mà thôi, chẳng hề có ý định muốn cứu Vương Gia. Nữ chính lúc này mới hiểu người phụ nữ ác độc này muốn giết con mình. Thường Quý Phi ra lệnh hạ nhân lôi Vương Phi ra ngoài đánh chết tươi. Vương Gia vừa khéo đã tỉnh lại, thật không ngờ hắn ta có thể đứng bằng hai chân. Với khí thế thế của một chiến thần, Vương Gia ép cho Thường Quý Phi hoảng sợ giật lùi. Hắn ta chất vấn tại sao một người mẹ lại nhẫn tâm muốn ép hắn ta tới chết. Thường Quý Phi khôn khéo lấy cớ là bà ấy muốn cứu con trai, chỉ có thể găm đinh vào người hắn ta mới giúp cho hoàng đế nguôi giận. Vương Gia mặc kệ bà ta giải thích thế nào, hắn buộc Thường Quý Phi phải thả Vương Phi của mình ngay lập tức. Thường Quý Phi tạm thời lui binh chờ thời cơ, bà ta cũng sợ chó cùng rứt rậu. Thủy Lạc Lam vui mừng vì thấy Vương Gia bình phục, thế nhưng đây chẳng qua là Vương Gia nhịn đau mà thôi, vết thương của hắn vẫn còn rất nghiêm trọng sau ca phẫu thuật. Vương Gia tỏ ra thất vọng về bản thân, có lẽ hắn ta sẽ như vậy suốt đời. Nữ chính lắc đầu bảo sai rồi, với tư cách là một bác sĩ, cô nàng khẳng định cơ quan chức năng của Vương Gia rất là ổn áp, sẽ sớm có thể khôi phục trở lại. Cô nàng chú ý tới vết thương trên mặt Vương Gia đã lành, cô em lột phần da chết thì phát hiện gã Vương Gia này đẹp trai như diễn viên vậy. Cô em tất nhiên tranh thủ mà hôn hắn ta một cái. Vương Gia cũng nhận ra cô nàng này bản tính hám trai, hắn ta thể sẽ cố gắng bảo vệ gương mặt này. Thủy Lạc Lam lại líu lo rồi lại hôn cái chụt chụt. Lãnh Ngọc bị kích thích thật rồi, hắn ta nhịn đau mà quyết định đè cô em xuống để mà trả đũa. Thế nhưng Thủy Lạc Lam mạnh hơn, cô nàng nhận cơ hội Vương Gia chưa khỏe nên quyết tâm chơi chiếu trên. Vương Gia đành chấp nhận thua cuộc hiệp một vậy, mặc sức cô em giày vò. Thường Quý Phi nghĩ ra mưu hành kế bẩn mới, bà ta ra lệnh cắt hết bổng lộc của Vương Phủ để xem bọn họ có thể sống sót thế nào nếu không có tiền. Đồng thời ra lệnh hạ nhân thông báo chuyện Vương Gia khỏe lại cho Thái tử biết, bà ta muốn mượn đao giết người. Sáng sớm Thủy Lạc Lam chất vấn tại sao không ai mang đồ ăn sáng đến chỗ Vương Gia. Hỏi ra mới biết Vương Phủ bọn họ đã bị cắt hết tiền trợ cấp. Gã quản gia hì hộm chạy tới nộp sổ sách, hắn thông báo rằng Vương Phủ chỉ có thể cầm cự 3 ngày mà thôi. Nữ chính tự tin tuyên bố có thể giải quyết chuyện này, yêu cầu đám hạ nhân cứ như cũ mà làm. Thải Hồng thông báo có Thái tử ghé thăm muốn gặp Vương Phi. Nữ chính cũng đành phải diện kiến gã Thái tử này. Cơ mà Thái tử này có máu dê trong người, nhìn thấy Vương Phi xinh đẹp liền muốn mờ lem con nhà người ta. Thủy Lạc Lam chửi đổng hắn ta là kẻ éo có đức, sinh con không có lỗ đít. Thái tử nghe xong mà nóng máu, hắn chất vấn cô em có biết hắn ta là ai không. Nữ chính mặc kệ, dám thèm khát em dâu thì chỉ có mấy thằng tinh trùng lên não mà thôi. Vương Phi nhà ta chửi cho hắn ta như té nước vào mặt. Thái tử nén giận, hắn ta sau đó mặt dày mà ngửi ngửi rồi khen Vương Phi quá thơm đi chứ.
hắn ta dụ khị cô em đến phủ thái tử của hắn ta chơi một bữa, hứa sẽ tặng cho cô em 300 lượng. Nữ chính chợt nhận ra vấn đề, vương phủ vừa mới bị cắt tiền thì tên tẩm lợm này xuất hiện. Thủy Lạc Lam tương kế tự kế, bảo rằng cô ấy cần 500 lượng, tối nay sẽ khiến hắn ta mê mẩn quên luôn lối về. Cô nàng sau khi cầm được tiền thì thầm cười, hứa rằng sẽ khiến cho gã thái tử này không khóc thì không lấy tiền. Như ý nhân cơ hội mà đến chỗ vương gia để sàm ngôn, cô ta bảo rằng vương phi lăng loàn muốn gian dâm với thái tử đêm nay. Vương gia nghe xong mà nóng giận không thôi, hắn ta thầm tức giận bản thân vô dụng. Lạc Thủy Lam hớn hở tìm đến chỗ vương gia, Lãnh Ngọc cố gắng ngồi dậy, hắn ta năn nỉ vương phi của mình đừng bỏ rơi hắn. Nữ chính cười hi hi tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ trai đẹp, khuyên hắn ta cố gắng bình phục mà múa kiếm cho cô ấy xem. Cô nàng tranh thủ mà massage, cơ mà vừa khéo khiến cho cái chân thứ ba của vương gia ngóc đầu dậy. Cô em vui vẻ phấn khích muốn chơi trò xếp hình, tranh thủ lâu lâu mới có cơ hội như thế này. Nửa đêm Thủy Lạc Lam tỉnh giấc, cô nàng nhẹ nhàng rời giường mà ra ngoài. Vương gia thật ra cũng không hề ngủ, hắn ta hiểu lầm rằng cô ấy sẽ rời bỏ hắn mà đến bên cạnh thái tử. Lúc này nữ chính cực kỳ mê người khiến cho gã thái tử xuẩn xuẩn dục động, ai mà ngờ nữ chính chơi trò la làng lúc nửa đêm, chẳng mấy chốc mọi người tập trung lại kiểm tra. Nữ chính muốn chụp mũ thái tử muốn hấp em dâu, Thường Quý Phi cũng đành phải giả bồ nặt nộ cho có lệ, bà ta sau đó đuổi hết hạ nhân rời đi. Quý Phi cũng không nhiều lời mà chất vấn con dâu của mình muốn yêu cầu gì. Nữ chính giả vờ đáng thương, nhưng mở miệng là đòi 5.000 lượng phí bồi thường danh dự. Thường Quý Phi cũng rất hào phóng mà chấp thuận không chút dây dưa. Cô nàng vui vẻ muốn rời đi, thế nhưng gã thái tử cay cú mà chửi đồng, hắn ta oán trách gã vương gia chỉ là một tên liệt nửa người có gì mà phải bảo vệ. Nữ chính không nhịn được mà mắng hắn ta xấu xí, không đáng để mà xách giày cho vương gia của mình. Vương gia thật ra có ống nghe bí mật, hắn ta nở nụ cười vui vẻ vì vương phi vẫn luôn đứng về phía hắn. Nữ chính hớn hở trở về thì phát hiện vương gia có gì đó mờ ám, cô nàng quyết kiểm tra cho ra nhẽ thì phát hiện ống tre nghe lén của Dogemon. Vương gia đành phải thừa nhận, hắn ta sợ cô ấy sẽ rời bỏ hắn đi mãi mãi. Cô nàng cười an ủi, bảo rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn ta đâu mà đừng lo. Thủy Lạc Lam sau đó khoe ra món quà mới mà cô đã chuẩn bị, đó chính là chiếc xe lăn phiên bản gỗ. Sáng hôm sau ba người cùng nhau xuống phố dạo chơi, cô nàng cũng cứ dừng làm nghé mà nhí nhảnh chạy khắp nơi. Vương gia tỏ ra thắc mắc, thỉnh thoảng hắn nghe vương phi của mình nói vài từ gì đó mà hắn nghe rất khó hiểu. Nữ chính hỏi vương gia có tin mình không, cô ấy được thiên thần gửi từ tương lai đến đây để cứu hắn. Vương gia vì mê đắm trong tình yêu nên vương phi nói gì hắn ta đều tin tưởng không nghi ngờ. Một thằng nhóc từ xa xông tới như bò húc khiến cho nữ chính ngã lên người vương gia. Nhóc con lịch sự nói lời xin lỗi bởi vì hiện tại mẹ của nhóc đang bị bệnh nặng. Nữ chính bản tính nhiều chuyện nên hỏi thăm, sau đó mọi người quyết định cùng nhau đến nơi kiểm tra. Lúc này thầy thuốc cũng lắc đầu bó tay không thể cứu trị. Nữ chính muốn thử sức kiểm tra, quả nhiên với bàn tay bật hách, người phụ nữ chẳng mấy chốc mà tỉnh lại. Nhờ vậy mà nữ chính kiếm thêm được danh vọng, mọi người đều gọi cô nàng là thần y tái thế. Trên đường trở về, nữ chính có ý tưởng muốn tự mở một trung tâm y tế, bởi vì cô tin rằng sắp tới vương phủ sẽ lại bị làm khó dễ, bọn họ phải tự lực mà kiếm tiền để sống. Vương gia nghe xong mà tức giận, lại có người dám ức hiếp đến mức này. Nữ chính vội an ủi hắn ta chớ kích động ảnh hưởng sức khỏe. Lãnh Ngọc mới chợt nhận ra vương phi của mình quá mạnh mẽ, cô ấy đã gánh vác cho sự vô dụng của hắn ta bấy lâu nay. Cô nàng vội trấn an vương gia, thuyết phục hắn ta rồi sẽ có một ngày đứng lại được, khi đó hắn ta sẽ là chiến thần mạnh mẽ có thể bảo vệ mọi người. Vương gia chợt nhớ lại thời kỳ hoàng kim của mình, hắn ta hứa hẹn sẽ có ngày đó. Vài ngày sau nữ chính vui vẻ khai trương y quán mới của mình. Bất ngờ đám lính xông vào phá hoại mọi thứ bên trong, hóa ra thái tử cố ý chọn ngày này đến để phá hoại. Nữ chính đau lòng mà la hét, thù này cô ấy nhất định phải trả. Thái tử nghe xong lại càng thêm vui vẻ, hắn khoái nhất chính là ỷ thế hiếp người. Nữ chính nói là làm, cầm theo vương lệnh mà xông thẳng tới hoàng cung để tố cáo. Thường Quý Phi vội chụp mũ vương phi dám vô lễ trước mặt hoàng đế. Nữ chính cũng không vừa mà cãi lại đôm đốp, nói cái gì nước có nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Hoàng đế nghe xong mà thấy nể, ông ta cho phép con dâu trình bày. Nữ chính tố cáo đám người cố ý chèn ép vương phủ, đến nỗi cô ấy tự mở y quán cũng bị thái tử cho người đập phá. Gã thái tử khôn khéo lấy lý do vương phi mở y quán làm mất mặt hoàng gia. Thế nhưng nữ chính không hề sợ hãi mà cãi lại dù cho có là hoàng đế, không có luật pháp nào cấm vương phi mở y quán. Cũng không có khái niệm nào mở y quán là mất mặt cả,
cô em quyết tuyệt chém đinh chặt sắt. Hoàng đế thấy vậy cũng không tiện làm khó, lão ta đồng ý cho phép con dâu tiếp tục mở y quán. Hoàng đế có chút do dự hỏi về sức khỏe của vương gia. Nữ chính chỉ trả lời ngài ấy còn sống mà không nói gì thêm. Gã thái tử lúc này cười nhạo Thường Quý Phi, chỉ vì sơ ý mà khiến cho vương gia có con đường sống, thậm chí không bao lâu nữa có thể đứng trở lại như trước đây. Hắn ta hù dọa sẽ có ngày Lãnh Ngọc tìm ra chân tướng sự thật, người đã giết chết mẹ ruột của hắn ta. Thường Quý Phi tuyên bố cần phải tiêu diệt Thủy Lạc Lam trước. Nữ chính vui vẻ trở về bên cạnh vương gia, hai người này rất có tiềm năng phát cơm chó miễn phí. Vương gia có chút dè dặt hỏi thái độ của hoàng thượng thế nào. Nữ chính thấy hắn ta lo lắng liền vội trấn an, thật ra hoàng đế vẫn còn rất quan tâm tới vương gia. Lãnh Ngọc thầm thề, hắn ta sau khi khỏe lại sẽ khiến cho kẻ thù phải trả giá. Nữ chính gợi ý cho hắn ta, sau khi khỏe lại thì làm gì trước tiên. Gã vương gia rất hiểu ý, hắn ta hứa sẽ ưu tiên xếp hình mỗi ngày. Cô nàng lém lỉnh trêu chọc rồi hôn hắn cái chụt, sau đó thì tràn đầy năng lượng mà rời đi. Nữ chính trên đường đi khám bệnh thì phát hiện có gì đó sai sai, hóa ra kẻ trước mặt là tên sát thủ được người khác thuê. Cô nàng cũng không chờ chết mà phản kháng quyết liệt, cơ mà tên sát thủ này bị bệnh hen suyễn bẩm sinh, cô nàng khôn khéo mà ném ra bột phấn khiến hắn ta ngã lăn xuống đất. Thủy Lạc Lam tranh thủ cứu trị hắn ta, sau đó cầm dao ra để mà đe dọa, hỏi ra mới biết tên này là do thái tử thuê. Cô nàng tương kế tự kế, tháo xuống châm cài đưa cho hắn ta, yêu cầu tên này báo tin tức giả là cô ấy sắp chết rồi. Nửa đêm vương phi mang theo hình nộm trở về, vương gia tỏ ra tò mò mà hỏi thăm. Nữ chính cười bảo đây là món quà mà cô ấy dành tặng cho thái tử. Cô nàng trấn an vương gia, bảo rằng sẽ khiến cho tên thái tử trả giá. Vương gia dù vậy cũng có chút ghen tuông, thế là cô em tranh thủ mà hôn hắn ta cái chụt. Vương gia được voi đòi tiên, còn yêu cầu hôn má mới chịu. Thái tử đúng hẹn xuất hiện, Thải Hồng lo lắng kế hoạch sẽ bị lộ, thế là nữ chính ném ra ngân châm khiến cho gã thái tử bị ảo giác. Tên này bị kích thích mà lột quần cởi áo xông vào hì hục với hình nộm. Hoàng đế vừa khéo đi ngang qua nghe tên thái tử nói chuyện dâm loạn. Lão thái giám xin phép đi vào kiểm tra để tránh bẩn mắt hoàng đế, thế nhưng lão thái giám sau khi vào xong thì vô cùng hốt hoảng, bảo rằng cần hoàng đế tự kiểm tra. Lúc mọi người xông vào thì thấy cảnh tượng kinh hoàng, tội nghiệp bé búp bê tan nát đời búp bê rồi. Lão hoàng đế tức giận mà ra lệnh cấp dưới lôi thái tử ra ngoài chấn nước cho tỉnh lại. Thái tử lúc này đã tỉnh táo mà khóc lóc cầu xin, hắn ta cũng teo luôn bim bim. Thường Quý Phi khôn khéo xin tội giúp thái tử, bà ta nhắc khéo lại chuyện năm đó Ngọc Vương từng ám sát hoàng đế để mà so sánh. Nữ chính bên ngoài nghe thấy mà nghi ngờ, cô chắc chắn rằng vương gia sẽ không làm điều đó, chuyện này chắc hẳn có mờ ám. Nữ chính vui vẻ trở về khoe chiến tích của mình, hôm nay cô nàng khiến cho thái tử xấu mặt còn bị hoàng đế trách phạt. Vương gia có chút buồn giận phải chờ ở nhà cả đêm, thế là hắn ta hôn cô nàng chụt chụt, hai người dạo gần đây cứ mỗi tối là phải xếp hình mới chịu nổi. Nữ chính thức dậy mà mệt mỏi, đêm qua sảy ngựa mà đau sốc cả hông. Vương gia thầm thề đợi chân hắn lành lại, hứa sẽ phục vụ cô em để đền bù. Thường Quý Phi nhận được tin tình báo, có vẻ như vương gia đang rất vui vẻ với chiếc xe lăn mới của mình. Thường Quý Phi e ngại sợ rằng Lãnh Ngọc sẽ sớm có thể khôi phục trở lại. Bà ta cay cú gã thái tử vô dụng, lần này bà ta sẽ đích thân ra tay. Sáng sớm Khương Lưu Thị mang theo một cái xác đến trước vương phủ khóc lóc, cô ta vu tội vương phi đã hại chết chồng của mình. Vừa khéo là thánh chỉ có mặt ngay sau đó, việc vương phi trị bệnh chết người khiến cho danh dự hoàng gia bị tổn hại, thế nên cho triệu tập vương phi vào cung để thẩm vấn. Vương gia nghe được tin tức mà lo lắng nhào xuống đất, hắn ta thầm thề sẽ không để vương phi của mình bị ức hiếp. Vương gia ngay lập tức triệu hồi thuộc hạ. Lăng Tiêu nghe lệnh mà xuất hiện ngay sau đó. Nữ chính lúc này được dẫn tới một căn phòng trống, cô nàng thở dài lo lắng cho ngày mai. Gã thái tử lúc này nhân cơ hội mà đánh thuốc mê, lần này hắn ta quyết phải thỏa ước nguyện của mình. Vương gia cùng Lăng Tiêu tiến về hoàng cung, Lãnh Ngọc chợt nhớ lại chuyện 3 năm trước. Hắn ta đã bị chính mẹ ruột của mình cắm đinh vào chân, vương phi là người đã mang lại hy vọng cho hắn, thế nhưng lần này quyết định phải bảo vệ cô ấy bằng mọi giá. Cơ mà mấy tên thị vệ thấy vương gia ngồi xe lăn mà trêu chọc, bọn họ thậm chí còn biết đêm nay vương phi sẽ bị thái tử dâm loạn. Lãnh Ngọc tức điên mà không ngại cho hai tên này đăng xuất. Vương gia không che giấu nữa mà xông thẳng vào cung, hắn ta rút kiếm chém cho tên thái tử choáng váng mặt mày. Đang lúc muốn giết người thì vương phi tha nóng, Lãnh Ngọc đành phải tạm thời buông tha gã thái tử mà xông thẳng tới người đẹp. Cơ mà vương gia cũng bị kích thích mà quyết định xếp hình luôn, tiếc là một mũi tên từ bên ngoài bắn vào đang lúc cao trào. Thường Quý Phi nở ra một nụ cười tự đắc,
kế hoạch của bà ta cực kỳ hoàn hảo. Bà ta cho vương gia hai sự lựa chọn, hoặc là vương phi sẽ chết vì xuân dược, hoặc là hắn ta tự phế hai chân. Lãnh Ngọc đau buồn chất vấn mẫu phi, tại sao bà ta lại đối xử ác độc với hắn ta như kẻ thù. Vương gia không còn lựa chọn nào khác đành phải tự cắt đứt gân chân của mình. Thường Ngọc Phi cảm thấy rất thỏa mãn, bà ta cũng giao ra thuốc giải mà rời đi. Nữ chính mặc dù đã tỉnh táo nhưng không làm gì được, cô thầm thề nhất định sẽ trả mối thù này đến cùng. Thủy Lạc Lâm bắt đầu nghi ngờ Thường Quý Phi không phải là mẹ ruột của vương gia, cô nhất định sẽ tìm ra sự thật. Chẳng mấy chốc mà mọi người được triệu kiến trước mặt hoàng đế. Khương Lưu Thị giả vờ khóc lóc rồi mang theo bịt thuốc đã hại chết chồng mình. Hoàng đế tò mò tại sao thuốc lại chứa trong một cái bịt. Nữ chính giải thích rằng đây là phương pháp của mình giúp cho việc uống thuốc tiện lợi hơn. Thường Quý Phi vội chen lời chụp mũ vương phi trị bệnh hại chết bệnh nhân. Thế nhưng nữ chính tố cáo những dược liệu này đều do Thường Quý Phi mang đến vương phủ. Tất nhiên rất khóc chứng minh dược liệu có vấn đề, nữ chính vội đưa ra yêu cầu, cô ấy có thể cứu sống người đàn ông đang nằm trên đất, nhưng đổi lại hoàng đế phải đáp ứng cô ấy một yêu cầu. Hoàng đế tất nhiên là tò mò, lão ta cũng muốn biết cô con dâu này có thể làm được gì. Nữ chính bật hách lấy ra ống tim, chẳng mấy chốc mà người đàn ông bật dậy như đúng rồi. Những người xung quanh tỏ ra khó mà tin được. Gã đàn ông sau khi tỉnh lại liền tố cáo Thường Quý Phi đã mua chuộc vợ mình mà hãm hại vương phi, còn khiến cho hắn ta suýt chết. Thường Quý Phi nhảy đồng lên phủ nhận, thế nhưng nữ chính mượn cơ hội mà tố cáo Thường Quý Phi nhiều lần hãm hại vương phủ bọn họ. Thường Quý Phi thông minh ra dấu cho nha hoàn nhận tội. Cô em nha hoàn này cũng trung thành, ôm hết mọi tội lỗi để bảo vệ chủ nhân cho đến cùng. Hoàng đế không còn cách nào khác đành phải bỏ qua chuyện này. Nữ chính và Thường Quý Phi ánh mắt sắc lẹm nhìn nhau, cả hai thầm thề lần sau sẽ quyết sống mái tới cùng. Nữ chính sau đó hỏi thăm tại sao Thường Quý Phi lại nhiều lần gây khó dễ cho con trai của mình. Hoàng đế giải thích rằng Thường Quý Phi không phải là mẹ ruột của Lãnh Ngọc. Nữ chính rốt cuộc đã sáng tỏ, cô nàng vội hỏi rốt cuộc mẹ ruột của vương gia là ai. Thế nhưng hoàng đế từ chối trả lời chuyện này. Nữ chính không dây dưa mà rời đi. Sau khi trở về, cô nàng tranh thủ châm cứu cho vương gia, cô nàng hứa rằng sẽ sớm giúp vương gia đứng trở lại lần nữa. Hai người thầm hẹn ước sẽ bảo vệ lẫn nhau chống lại kẻ thù. Ở một nơi khác, Thường Quý Phi ra lệnh cho Như Ý phải dụ dỗ vương gia. Như Ý khóc lóc cầu xin, cô ta không muốn chết cùng vương gia. Thường Quý Phi hỏi cô em một vấn đề, là nghe lời hay muốn chết ngay tại chỗ. Như Ý trở về thay một bộ trang phục đỏ chót, cô em tranh thủ vương gia ngủ mà muốn làm trò đổi bại. Vương gia giật mình thức dậy đuổi con em rời đi, vừa khéo vương phi có mặt. Như Ý vội xông ra mắng vốn, bảo rằng cô ấy vừa mới bị vương gia mở lem. Nữ chính xô con em xuống đất chất vấn, chẳng lẽ lúc đi tiểu không biết tự soi mặt à, cái bản mặt này mà đòi vương gia sàm sỡ, tự sướng cũng phải có chừng mực chứ. Nữ chính ra lệnh thải hồng trục xuất con nha hoàn ngu ngốc, còn về lý do chính là đi tiểu không chịu soi mặt. Nữ chính sau đó oán trách vương gia, làm gì thì làm phải biết bảo vệ bản thân chứ. Vương gia thể là chưa hề bị con em nha hoàn sơ muối, hắn ta quyết giữ tấm thân này cho vương phi đến hết đời. Hai người lại tìm cớ tranh thủ để mà chim chuột với nhau. Tội nghiệp Như Ý, nhiệm vụ thất bại nên bị Thường Quý Phi vả mặt trách mắng. Thẩm Thẩm bất ngờ tỏ ra sáng suốt, bà ta cho rằng vương phi này không phải là Thủy Lạc Lam. Bởi vì Thủy Lạc Lam ban đầu nhất quyết không chịu gả vào vương phủ, thậm chí là từng đòi treo cổ tự sát. Bà ta nói dóc không biết ngượng mồm, nhưng chắc chắn một điều Thủy Lạc Lam đã từng tắt thở. Thường Quý Phi cảm thấy đây là cơ hội, thế nên giao nhiệm vụ cho hai mẹ con Thẩm Nương tự mình đi dò xét. Thế là hai mẹ con Thẩm Nương giả vờ khóc lóc trước mặt vương phủ, mục đích là muốn dụ dỗ Thủy Lạc Lam xuất hiện. Nữ chính cũng muốn chơi với bọn này, cô ấy giả là hồn ma trinh nữ mà trả thù giữa ban ngày ban mặt. Tội nghiệp Thẩm Nhị, bị dọa cho chết khiếp mà đổ hết tội lỗi lên đầu của mẹ mình. Thái tử lúc này lo lắng mà tìm đến Ngô Hồng tướng quân, hắn ta sợ Lãnh Ngọc sẽ bình phục lại mà tìm hắn trả thù. Ngô Hồng cũng nói lời ác độc, nếu như có kẻ muốn ngồi dậy thì lão ta không ngại tiễn hắn lên đường. Thái tử bỗng nảy ra ý tưởng, vài bữa nữa là sinh nhật Thường Quý Phi, đây là cơ hội tốt để ám sát vương gia. Nữ chính bên này vui vẻ chuẩn bị quà sinh nhật cho Quý Phi, giao cho Thải Hồng cất giữ. Như Ý vô tình mà nghe lén được, cô ta vội tìm ra một chiếc hộp tương tự để mà đánh cháo, lần này muốn hại cho vương phi phải chết người. Vương gia lúc này buồn rười rượi, 3 năm trước cũng vào lúc này, hắn ta từ một chiến thần mà rớt xuống đài cao. Đám quan viên chờ đợi vương gia xuất hiện mà cố tình nói xấu. Bọn họ muốn nhắc lại chuyện vương gia từng ám sát hoàng đế.
Chẳng mấy chốc hoàng đế đã có mặt, lão ta đang muốn hỏi thăm vương gia thì thái tử đứng dậy cắt ngang, hắn ta khoe ra món quà nhân sâm của mình. Tiếp đó hắn ta muốn khiêu khích vương gia muốn tặng quà gì. Nữ chính vui vẻ mà dâng hộp quà đã chuẩn bị, thế nhưng khi cung nữ mở ra thì hoảng sợ ném đi. Hóa ra nó là con ếch có tới 4 cái chân, thật là khủng khiếp mà. Hoàng đế chỉ có 3 chân mà con ếch lại dám có tới tận 4 cái chân. Đúng là đại nghịch bất đạo, cần đem xử chém. Thủy Lạc Lam vội đứng ra ngăn cản, cô nàng sau đó biểu diễn ảo thuật biến con ếch thành một bó hoa xinh đẹp. Lúc này chẳng ai dám đứng ra bắt bẽ món quà này. Nữ chính sau đó giới thiệu món quà thực sự, đó là kem che khuyết điểm siêu hiệu quả. Biết mọi người khó hiểu, nữ chính thị phạm làm mẫu khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Thường Quý Phi tỏ ra ham muốn mà đòi nhận quà ngay lập tức. Thái tử lại giở trò, hắn ta muốn khiêu khích Vương Phi biểu diễn điệu múa chúc mừng sinh nhật. Vương gia tất nhiên tỏ ra khó chịu để ngăn cản, thế nhưng nữ chính ra dấu cứ yên tâm. Bởi vì cô nàng trước đây từng quay cả trăm lần trên TikTok nên tỏ vẻ tự tin có thừa. Mọi người xem xong mà mê mẩn, ai nấy đều công nhận vũ điệu của Vương Phi không thể chê vào đâu được. Trên đường trở về, ba người rơi vào vòng vây sát thủ. Thải Hồng mặc dù võ công cao cường nhưng khó lòng địch lại số đông. Vương gia đành phải gượng đứng dậy mà chống đỡ, như vậy mà Thải Hồng có cơ hội xử gọn bọn chúng. Vương gia tỏ ra vui vẻ vì lần này có thể bảo vệ Vương Phi của mình. Lăng Tiêu báo cáo lại lần ám sát này là do người của Thái tử bày ra, đồng thời hắn ta cũng đã điều tra được chuyện của 3 năm trước. Là do Lãnh Vân đã dùng vu thuật khiến cho Lãnh Ngọc rơi vào ảo giáp mà chĩa kiếm vào hoàng đế. Nữ chính nãy giờ chỉ giả vờ hôn mê, cô nàng tỏ ra căm thù gã thái tử, rất muốn trả thù ngay lập tức. Cô nàng vội ra lệnh cho Thải Hồng báo tin muốn đến phủ thái tử bàn chuyện, đồng thời cố tình để cho con em nha hoàn Như Ý biết được. Gã thái tử vẫn ngu ngốc mà dính bẫy, nữ chính diễn kỹ rất xuất sắc, giả vờ nói xấu vương gia của mình mà tâng bốc hắn ta tới tận trời. Lúc này hoàng đế cũng vừa khéo đi đến trước cửa. Thái tử bên trong bị tung hứng tới tận trời xanh, hắn ta không ngại mà khoe về kế hoạch 3 năm trước của mình, chỉ một vu thuật nhỏ đã khiến cho Lãnh Ngọc liệt suốt 3 năm. Hoàng đế nổi giận đùng đùng mà xông vào, lão ta ra lệnh phế truất thái tử. Hoàng đế cho rằng Vương Phi lăng loàn nên cũng ra lệnh bắt xuống giam giữ. Vương gia lúc này vội vã có mặt, hắn ta cầu xin hoàng đế tha tội cho Vương Phi của mình. Thường Quý Phi muốn chen lời nói bậy thế nhưng bị hoàng đế gạt bỏ, lão ta cảm thấy có lỗi vì trách oan con trai suốt 3 năm, thế nên lần này đồng ý mọi yêu cầu của Lãnh Ngọc. Thế nhưng hoàng đế tuyên bố không thể giữ lại Thủy Lạc Lam. Bởi vì ông ta có ý định trao lại ngai vàng cho Lãnh Ngọc và ông ta không muốn con trai bị tình cảm chi phối mà phá hủy tương lai. Thường Quý Phi tỏ ra tức giận, bà ta cho rằng chỉ có con trai của mình mới có tư cách làm thái tử. Ngày hôm sau hoàng đế ban thánh chỉ giải oan cho Ngọc Vương ra trước mặt mọi người. Lãnh Ngọc nhân cơ hội xin hoàng đế tổ chức hôn lễ cho hắn ta và Thủy Lạc Lam. Chỉ là Thường Quý Phi chọn thời điểm này mà đứng ra ý kiến, bà ta có vài nhân chứng muốn gặp hoàng đế giải bày. Hai mẹ con Thẩm Nương có mặt để kể lại sự thật, trước đây Thủy Lạc Lam đã sống chết không chịu gả vào vương phủ, thậm chí là trước đó đã treo cổ tự sát. Bà ta khẳng định Thủy Lạc Lam hiện tại là giả. Những hạ nhân trong vương phủ cũng chứng thực Vương Phi đã đá nắp quan tài mà sống lại. Mọi người chụp mũ Vương Phi hiện tại chính là phù thủy. Vương gia vẫn đứng ra bênh vực cho Vương Phi của mình, hắn ta thà rằng không làm thái tử chứ không bỏ người đẹp. Hoàng đế vô cùng tức giận sự ngu xuẩn của con trai, lão ta ra lệnh cấm túc vương gia không được rời khỏi vương phủ. Hoàng đế tin rằng Lãnh Ngọc sẽ sớm nhìn ra bộ mặt thật của Thủy Lạc Lam. Thế nhưng hoàng đế nào biết rằng ông ta đã đoán sai, cặp đôi lúc này tỏ vẻ vô cùng hạnh phúc vì không bị làm phiền. Nữ chính cười hí hí tuyên bố bọn họ sẽ hưởng tuần trăng mật ở nơi này. Vương gia mặc dù không hiểu lắm, nhưng nghe có vẻ khá là thú vị và đáng chờ mong. Ngô Hồng tướng quân tiến vào nhà lao thăm Lãnh Vân ngu ngốc, lão ta tỏ ra tức giận với thằng cháu trai bại sự có thừa này. Lãnh Vân khóc lóc đổ tội cho yêu nữ, hắn ta chẳng qua là bị mê hoặc mà mụ mị đầu óc mà thôi. Lão ta cảnh cáo Lãnh Vân chớ có mà khai bậy khai bạ, nếu không sẽ chết rất nhanh. Cặp đôi bên này đúng chuẩn phu sướng phụ tùy, tự sướng thì đúng là không ai bằng. Thải Hồng sau đó xuất hiện thông báo đã chuẩn bị mọi thứ. Thủy Lạc Lam tuyên bố bọn họ sẽ hóa trang và dạo chơi khắp đế đô. Cơ mà cách hóa trang này cảm thấy nó như trò hề vậy, mà thôi kệ ai quan tâm. Nữ chính sau đó chú ý tới bệnh nhân của mình, lần trước cô ấy có vẻ như muốn nói gì đó lại thôi. Nữ chính cũng mượn cơ hội này mà muốn dò thăm, hai người phụ nữ sau đó lựa chọn chỗ riêng tư để trò chuyện. Lưu Thị bảo rằng phương pháp trị bệnh thần kỳ của Vương Phi giống hệt với Nương Nương năm xưa.
hỏi ra mới biết vị nương nương này chính là mẹ ruột của vương gia nhà mình. Nữ chính đoán chắc nương nương chính là người xuyên không giống hệt cô ấy. Thế nhưng cái chết của vị nương nương này vẫn là một bí ẩn mà ít người biết. Nữ chính quyết định phải tìm ra bí mật thật sự. Trên đường Thủy Lạc Lam trở về thì bị sát thủ bắt cóc, vương gia vừa khéo nhìn thấy nhưng không làm gì được, hắn ta ra lệnh cho Thải Hồng nhanh chóng đuổi theo. Nữ chính sau khi tỉnh lại thì thấy một gã bịt mặt đang dọa nạt làm nhảm gọi cô ấy là phù thủy. Mặc dù chẳng hiểu gì lắm nhưng cô nàng chú ý trên người hắn ta có đeo một túi thơm của phụ nữ. Nữ chính sau đó triệu hồi ra một con dao để tự mình cởi trói. Vương gia xông vào hoàng cung để chất vấn hoàng đế, hắn ta nghi ngờ vụ bắt cóc lần này chính là do hoàng thượng dựng nên. Thế nhưng lão hoàng đế tỏ ra không biết, lão ta vô cùng tức giận khi thấy con trai cứ bị yêu nữ mê hoặc. Dù vậy lão ta vẫn ra lệnh cho toàn thành tìm kiếm tung tích của vương phi. Thường quý phi sau đó xuất hiện rèm pha, bà ta muốn đề cử con trai của mình nhưng bị hoàng đế gạt phăng. Lão ta chỉ muốn nhường ngôi vị này cho Lãnh Ngọc, chỉ cần loại bỏ yêu nữ là mọi chuyện sẽ hoàn thành. Thường quý phi lộ ra ánh mắt ác độc, bà ta cũng không ngại mà giết hoàng đế để mà cướp ngôi. Nữ chính lúc này đã tỉnh lại, một người đàn ông tự nhận mình là hộ quốc công Lưu Đức Xương. Đêm qua ông ta trong lúc câu cá mà vô tình cứu nữ chính khỏi chết đuối. Cô nàng tỏ vẻ cảm ơn và giới thiệu mình là Thủy Lạc Lam cũng đồng thời là vương phi. Lưu Đức Xương tỏ ra kinh ngạc khi nghe đến cái tên Thủy Lạc Lam. Ông ta chỉ căn dặn vương phi nghỉ ngơi cho khỏe rồi rời đi. Nữ chính cũng cảm nhận dáng đi của hộ quốc công này khá là quen thuộc. Vương gia bên này đau khổ mà nhớ người yêu, may mà Thải Hồng hớn hở thông báo vương phi đã trở về. Vương gia như phát khóc, hắn ta không ngừng xin lỗi vì không bảo vệ được cô ấy. Nữ chính vội dỗ dành chàng trai mít ướt. Lúc này hắn ta mới chú ý tới hộ quốc công bên cạnh, hai bên chào hỏi nhau lịch sự. Nữ chính hớn hở kể về quá trình bắt cóc, cô nàng ngửi thấy được túi thơm có mùi giống với hoàng cung. Cô nàng bắt đầu kể về sự tích của mẹ ruột vương gia. Lãnh Ngọc sau đó căn dặn vương phi ở nhà nghỉ ngơi vào đêm giao thừa ngày mai. Thế nhưng nữ chính không đồng ý, cô muốn cùng vương gia đối mặt với khó khăn phía trước. Vẫn tuyệt chiêu cũ, cô em đánh lén mà hun cái chuột khiến vương gia hết hồn. Hai người cứ thế mà mượn đà chim chuột luôn. Ngày hôm sau trong tiệc hoàng gia, Lãnh Ngọc giới thiệu đám người trước mặt là phiên vương canh giữ biên giới. Trong lúc trò chuyện, Trấn Nam Vương tỏ ra chế giễu chính sách 5 năm trước của hoàng đế, cái gì mà phổ cập chữ viết cho nữ giới, kết quả thì sao, vẫn ngu dốt chẳng bằng ai. Một gã quan viên nịnh bợ hùa theo, bảo rằng chính sách này khiến cho phụ nữ càng thêm ngu dốt, tỷ lệ sinh giảm ảnh hưởng phát triển quốc gia. Nữ chính nghe xong mà tức giận đứng lên phản bác. Cô cho rằng nền tảng giáo dục là không nên phân biệt giới tính, cô nàng còn tuyên bố thách thức bọn họ về mặt kiến thức. Trấn Nam Vương tỏ ra cười nhạo, lão ta biết rõ Thủy Lạc Lam xuất thân thôn quê, đoán rằng giết heo mổ lợn thì được chứ đòi văn vẻ làm chi cho nó mệt. Nữ chính tức giận mà đao to búa lớn thách thức tất cả bọn họ, nếu cô ấy thua bất kỳ một chủ đề nào thì từ nay sẽ không tiến vào hoàng cung nửa bước. Vương gia giật mình lo lắng, thế nhưng cô em tự tin bức khí không cho phép nghi ngờ. Ngô Hồng nhân cơ hội mà sỉ nhục. Hắn ta yêu cầu nếu vương phi thua thì phải quỳ xuống học tiếng chó sủa. Nữ chính chốt kèo, tất nhiên cũng bắt đối phương phải chịu hình phạt tương ứng. Tiếp đó nữ chính khôn khéo mà ăn cắp bài thơ hiếm để tránh bị lộ việc đạo văn. Mọi người nghe xong mà khen không dứt, quả thật là thơ hay khỏi phải bàn. Ngô Hồng tất nhiên không đấu lại, lão ta khôn khéo đòi thi môn cờ vây. Vương gia vội nhắc nhở, Ngô Hồng nổi tiếng là bậc thầy cờ vây, hắn sợ vương phi của mình chịu thiệt. Nữ chính vẫn tự tin ngời ngời. Cô cho rằng đối thủ của cô còn chưa có ra đời. Sau một lúc mọi người đều cảm thán, đệ nhất cờ vây cuối cùng đã bị xoán ngôi. Ngô Hồng đang lúc lúng túng không biết phải làm sao, Trấn Nam Vương nhảy ra giải cứu đòi thi thư pháp. Nữ chính cũng không vừa còn viết ra chữ giản thể khiến ai nấy trầm trồ khen ngợi. Hoàng đế quả thật rất vui mừng khi nhìn thấy kiểu chữ đơn giản này. Trấn Nam Vương rất cay cú muốn nói nhảm gì đó, nhưng vương gia nhắc khéo ba trận này vương phi đều thắng, muốn lật bàn là không có khả năng. Hoàng đế cũng tuyên bố người chiến thắng là vương phi. Nữ chính vội yêu cầu bọn họ dừng lại, nhắc khéo hai người nên quỳ xuống học tiếng chó sủa. Đám người bắt đầu gian lận, nói cái gì mà bọn hắn là đại thần, không thể làm chuyện mất mặt như thế. Nữ chính cũng không ép bọn họ quỳ, giảm giá cho đám người chỉ cần sủa như chó là được. Ngô Hồng nhảy dựng muốn ỷ thế hiếp người, kết quả bị hoàng đế nạt cho sợ xanh mặt mà quỳ xuống. Hắn ta nhẫn nhục mà xin lỗi vương phi. Hoàng đế khôn khéo ban thưởng cho vương phi để tạm thời cho qua chuyện này. Thường quý phi ghen tức mà chen lời đầy chanh chua, hoàng đế cũng ban thưởng cho bà ta để bớt nhọn mồm. Sau khi trở về nhà,
Vương gia khen vợ mình không dứt miệng, hắn ta cảm giác như bản thân được ông trời chiếu cố mà ban tặng cho một tiên nữ thông minh xinh đẹp. Nói gì đi nữa thì cặp đôi này luôn tận dụng cơ hội mà mọi lúc mọi nơi mèo mả với nhau. Buổi chiều Thường Quý Phi ghé thăm, bà ta muốn giả vờ mẹ con tình thâm này nọ, mục đích là muốn nhắc nhở vương gia mang theo Vương Phi tham dự lễ hội hoa đăng. Thật ra lần này bà ta và Ngô Hồng đã chuẩn bị đầy đủ cho một hồi ám sát. Mục đích là tiêu diệt tất cả vật cản kể cả là hoàng đế, thiên hạ này rốt cuộc nên đổi chủ. Hóa ra Thường Quý Phi và Ngô Hồng sớm đã có tư tình với nhau từ lâu. Nữ chính nhìn thấy những chiếc đèn lồng thì vô cùng vui vẻ, vương gia cũng cố gắng bước khỏi xe lăn. Hắn ta sớm đã chuẩn bị cho nghi thức cầu hôn đêm nay, gã vương gia đã nhiều lần nghe đến Vương Phi nhắc đến chuyện này. Vẫn câu nói cũ, cặp đôi này luôn hợp thức hóa mọi lý do chỉ để hôn nhau ngấu nghiến. Dạy gái vẫn luôn là cái tội, hậu quả là mọi người rơi vào trận ám sát, vương gia lấy thân mà đỡ hai mũi tên cho Vương Phi. Hoàng đế thì bị giật kinh phong mà ngất ngay tại chỗ. Thường Quý Phi rất đắc ý tâm sự, trước giờ hoàng đế chỉ yêu Lãnh Nguyệt, tức là mẹ của Lãnh Ngọc. Bà ta luôn ôm mối ghen tị bấy lâu nay, thế nhưng lần này xem như đã có hồi đáp, bởi vì sinh mạng của hoàng đế nằm ở trong tay bà ta. Ngô Hồng sau đó xuất hiện chậc chậc lưỡi, hắn ta sau đó có ý lật lọng muốn lên làm hoàng đế, hứa rằng sau này sẽ truyền ngôi cho con trai của bà ta. Hai bên bắt đầu muốn chơi trò chó cắn chó, hoàng đế bên cạnh nghe mà tức điên không thể làm gì. Nữ chính bên này khóc lóc thảm thương, cô ấy chẳng lẽ mất luôn đồ chơi của mình. Có vẻ như lời than khóc này đã giúp cho vương gia tỉnh lại. Hai người đang muốn gà đồng với nha thì Thải Hồng hốt hoảng thông báo hoàng đế không xong rồi. Vương gia vội xông đến cửa cung nhưng bị Thường Quý Phi cố tình cản trở, hắn ta cũng cố ý câu kéo thời gian, mục đích là giúp cho Vương Phi và Thải Hồng tìm cách xông vào trong. Nữ chính bắt mạch kiểm tra thì phát hiện hoàng đế bị trúng độc, cô nàng ra lệnh cho Thải Hồng ra ngoài câu kéo thêm thời gian. Vương gia sau khi nhận được tin liền không e ngại mà đứng dậy chĩa kiếm vào Thường Quý Phi ép bà ta nói ra sự thật. Bà Quý Phi cũng làm biếng che giấu mà thừa nhận Lãnh Ngọc không phải là con ruột bà ta. Đúng lúc này Ngô Hồng mang theo thuộc hạ xông tới cửa cung, hắn tuyên bố ủng hộ Thường Quý Phi. Vị nương nương này đắc ý mà không ngại khoe chiến tích năm xưa, chính bà ta đã đầu độc chết hoàng hậu. Hoàng đế nổi giận hét to, tất cả mọi người hoảng sợ mà quỳ gối. Thường Quý Phi giả ngốc mà cười nói như đúng rồi, kết quả bị hoàng đế vả mặt không thương tiếc. Ngô Hồng giả vờ hộ giá chậm trễ rồi quay lưng với Quý Phi. Hoàng đế giả vờ như không biết gì cả mà cho qua. Thường Quý Phi khóc lóc kể công 20 năm phục vụ hoàng đế, thế nhưng rõ ràng hoàng thượng không có ý tha cho bà ta. Thường Quý Phi túng quá làm liều, bà ta dùng tính mạng của Vương Phi để đe dọa tất cả mọi người. Thế nhưng hoàng đế nào có quan tâm mà ra lệnh cho bắt Thường Quý Phi lại. Vương gia lo lắng mà xông lên chặn kiếm cho Vương Phi của mình. Thường Quý Phi đổi sang mục tiêu là Vương gia, bà ta cười ha hả một cách ngu ngốc. Chỉ là Lãnh Ngọc vẫn nghĩ tình nghĩa 20 năm, dù gì thì hắn ta vẫn từng cho rằng bà ta là mẫu phi của mình. Thế nhưng trong mắt Thường Quý Phi thì Lãnh Ngọc chính là cái gai trong mắt, nếu không có hắn ta thì con bà ta đã làm thái tử rồi. Lãnh Ngọc rất đau lòng, hắn dùng kiếm của Thường Quý Phi tự đâm mình, xem như trả ơn 20 năm danh phận mẹ con giữa hai người. Từ nay về sau bọn họ ân đoạn nghĩa tuyệt, vương gia sau đó ném ra chứng cứ phạm tội của Thường Quý Phi bấy lâu nay. Bà ta tức điên muốn chiến đấu tới cùng, kết quả là bị Ngô Hồng đâm sau lưng chết ngay tại chỗ. Hoàng đế sau đó luận công ban thưởng, lần này ông ta ít tỏ ra ác cảm hơn với Thủy Lạc Lam. Thấy hai người không có ý định đòi quà, hoàng đế đành phải tặng cho Vương Phi danh xưng là đệ nhất thần y và tấm biển vàng. Còn vương gia được phong chức vị nhiếp chính vương và một cây thượng phương bảo kiếm. Sau khi khỏe lại, vương gia quyết định muốn chơi chiếu trên, bị cô em đè đầu cưỡi cổ suốt bấy lâu nay, đêm nay muốn gỡ gạc lại chút lỗ với lãi. Ngày hôm sau nữ chính ngửi thấy mùi hương quen thuộc, trước đây bọn họ nghi ngờ Thường Quý Phi, thế nhưng lần này cả hai hiểu rằng vẫn còn một kẻ đứng đằng sau. Ngô Hồng cũng nhận ra cặp đôi đang trở nên cảnh giác, thế nhưng lão ta rất tự tin chưa bị phát hiện. Ngô Hồng ra lệnh cho quản gia tung tin đồn Vương Phi chính là phù thủy. Quả nhiên ngày mai tất cả quan viên cùng nhau thảo luận vấn đề yêu nữ, hoàng đế tất nhiên muốn mượn cơ hội này để mà chốt phế Vương Phi. Cho dù Vương Phi không phải là yêu nữ đi chăng nữa, thế nhưng xuất thân nông thôn của cô nàng không thể chối bỏ, vì thế bọn họ muốn ép Thủy Lạc Lam trở thành thê thiếp chứ không phải Vương Phi. Ngô Hồng cũng tấn công dồn dập, lão ta vội cho nhân chứng lên trình bày. Lần này thẩm thị còn mang theo trưởng làng để phối hợp, bọn họ cùng nhau nói xấu Thủy Lạc Lam bẩn tính, từ nhỏ đã biết trộm cắp phá làng, lớn lên còn ngoại tình với một người đàn ông có vợ. Vương gia đứng ra bảo chứng cho Vương Phi của mình, thế nhưng hoàng đế gạt phăng mà không cho con trai nói tiếp.
bất ngờ một nhân vật xuất hiện, ông ta tự xưng là Thủy Hữu Tài. Hoàng đế nhớ lại năm xưa Thủy Hữu Tài từng là hộ vệ của mình, có người nhận ra ông ấy chính là công thần cáo lão về quê. Thủy Hữu Tài chính là cha nuôi của Thủy Lạc Lam, thế nhưng ông ấy khẳng định con nuôi của mình xuất thân không tầm thường. Bởi vì trước khi mẹ của Thủy Lạc Lam chết từng giao ra một khóa trường thọ, thứ này đại diện cho thân phận vô cùng tôn quý. Hộ quốc công lúc này mới đứng ra nhận con gái, quả thật ông ta đã thất lạc con gái rất nhiều năm. May là lần này nhờ có khóa trường thọ mới khiến cho hai cha con có thể nhận lại nhau. Với thân phận mới lần này, hoàng đế cũng không còn lý do gì nữa để mà ngăn cản đôi uyên ương đến với nhau. Sau khi trở về nhà, cặp đôi tất nhiên tranh thủ mà chiến đấu 300 hiệp so thắng bại trên giường. Vài ngày sau, cặp mẹ con Thẩm Nương tìm tới tận cửa để cầu xin. Bọn này cũng mặt dày đòi kể công ơn các kiểu, thôi thì mục đích là xin vương phi nhà ta ít tiền. Thế nhưng cô nàng không quên món nợ bị bóp chết của nguyên chủ, Thủy Lạc Lam rút chiếc roi thần kỳ của mình ra mà quất liên tục. Thẩm Nhị học khôn không chơi trò ăn vạ nữa mà vội chạy đi trước, Thẩm Nương hốt hoảng bơ vơ liền cũng vội chạy mất dép. Thủy Lạc Lam sau đó trở về hộ quốc công phủ để gặp cha ruột, lão cha tỏ vẻ mừng hết lớn, ra lệnh toàn bộ gia nhân trong phủ phải mở tiệc chào đón con gái trở về. Nửa đêm Thủy Lạc Lam say xỉn quậy quạng, cô ta đòi tìm vương gia để xếp hình theo thói quen. Thế nhưng Thải Hồng cố gắng cản lại, theo phong tục thì trước khi làm lễ thành hôn thì hai bên không được gặp nhau. Nghe nói phải đợi 3 ngày khiến cô em nhảy dựng lên. Cơ mà vương gia sau đó xuất hiện bế cô nàng vào trong, bọn này vẫn bất chấp, quyết phải xếp hình cho tới lễ thành hôn luôn. Mới đó mà 3 ngày đã trôi qua, lễ thành hôn tổ chức cũng khá là đơn giản. Đang lúc quan trọng thì toàn bộ mọi người ngã sụp xuống đất vì chúng thuốc mê. Ngô Hồng cười ha hả mang binh lính tiến vào trong, hắn ta cho rằng kế hoạch của mình quá hoàn hảo. Bất ngờ vương phi và vương gia đứng bật dậy, sau đó mọi người tuốt gươm ra bao vây. Tội nghiệp Ngô Hồng tướng quân, tự nhiên bị lật kèo một cách lãng xẹt. Nguyên nhân bởi vì Thủy Lạc Lam sớm đã đề phòng loại mùi hương trên người Ngô Hồng, thế nên mới tương kế tựu kế lợi dụng lễ thành hôn để bắt ba trong giỏ. Lần này thì Ngô Hồng hết chối cãi, hắn ta cũng cam chịu mà đầu hàng chịu chết. Đang lúc uống rượu rau bôi, vương gia quyết tâm thể độc các kiểu, cơ mà nói qua nói lại cũng chỉ để làm mồi dẫn cho cặp đôi này cú vọ với nhau mà thôi. Sáng sớm Thải Hồng chợt chú ý vết đỏ trên cổ vương phi, nữ chính nhận ra đêm qua chơi hơi quá đà đây mà. Vương gia vội đắp cho cô em chiếc áo choàng để che lại vết đỏ. Hai người sau đó đến thăm gặp hoàng đế, lão hoàng đế này đề nghị vương gia nên nạp thêm thê thiếp. Thế nhưng hai người rõ ràng tỏ ra cau mày khó chịu, hoàng đế thấy vậy liền yêu cầu cả hai phải sớm sinh thật nhiều con. Vừa khéo vương phi lại nôn ọe, đây rõ ràng là dấu hiệu đang mang thai đây mà. Mới đó mà 9 tháng đã trôi qua, nữ chính nhà ta sinh ra được cặp đôi long bảo thai. Hai người tỏ ra vui mừng hạnh phúc vì kết tinh tình yêu của bọn họ cuối cùng đã ra đời. Cặp đôi sau đó có những ngày tháng vừa vất vả mà lại vui bên hai đứa trẻ. Như ý từ bên ngoài xông vào, cô em xin được quay trở về vương phủ để phục vụ. Tiếc là nữ chính nhà ta không có hơi sức để mà bận tâm con em, vương phi ra lệnh cho Thải Hồng tống cô em rời đi. Chẳng mấy chốc mà hoàng đế phong chức cho Lãnh Ngọc trở thành thái tử. Nữ chính khôn khéo mà rào trước đón sau, cảnh cáo hắn ta chớ có mà suy nghĩ bậy bạ. Lãnh Ngọc giơ tay lên thề, đời này không dám liếc nhìn bất kỳ người phụ nữ khác ngoài Thủy Lạc Lam. Với hắn ta mà nói, làm hoàng đế hay không không quan trọng, miễn là hắn ta có thể ở bên cạnh Thủy Lạc Lam suốt cuộc đời.